Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Bitcoin đã giảm xuống 54.000 đô la. Giá đang giao dịch cao hơn 10% so với mức thấp nhất trong 8 tháng là 49.500 đô, đạt được vào ngày 5 tháng 8. Các nhà giao dịch lo ngại mức thấp mới dưới 52.000 đô la có thể xảy ra trước khi thị trường có thể phục hồi. Nhà phân tích Jolly cho biết, Bitcoin đang tiến sâu hơn tới mức thấp nhất là 52.000 đô. Bitcoin sụt giảm mạnh sau khi dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ được công bố thấp hơn dự kiến, gây nghi ngờ về sức khỏe của thị trường lao động. Đợt bán tháo Bitcoin trong vài ngày qua đã khiến giá giảm xuống dưới các mức hỗ trợ quan trọng, bao gồm mức tâm lý 58.000 đô được bao bọc bởi đường trung bình động SMA 200. Giá hiện đang giao dịch dưới vùng cung này. Nhà phân tích Jolly tin rằng phe mua nên bảo vệ mạnh mẽ mức thấp nhất là khoảng 52.000 đô để ngăn Bitcoin giảm sâu hơn nữa. Trong khi đó, nhà phân tích Dan CryptoTrade đã đưa ra hai kịch bản dựa trên các mức Fibonacci được rút ra từ mức thấp nhất vào ngày 5 tháng 8 là 49.577 đô la đến mức cao cục bộ là 65.103, đạt được vào ngày 25 tháng 8. Kịch bản đầu tiên liên quan đến giá Bitcoin bật lên khỏi mức thoái lui Fibonacci 61.8% là 54.604 đô la. Quan điểm thứ hai liên quan đến sự phá vỡ mức hỗ trợ tại 54.000 đô để tiếp tục xu hướng giảm. Điều này có thể đưa ra vị thế vào lệnh hoàn hảo cho lệnh mua dài hạn tại 52.400 đô, được chấp nhận bởi mức thoái lui 78.6%. Người sáng lập MN Trading Michael Van Der Poel cho biết, giá Bitcoin có thể giảm xuống vùng hỗ trợ 53.000 đến 54.000 đô la trước khi tăng trở lại. Để điều này xảy ra, giá Bitcoin phải nhanh chóng trở lại mức 56.000 đô. Nhà phân tích Kai Doob đã chia sẻ biểu đồ CryptoQuant, cho thấy tỷ lệ lợi nhuận từ giao dịch chia chi UTXO của Bitcoin đã giảm kể từ giữa tháng 7, cho thấy hoạt động chốt lời. Bitcoin UTXO đề cập đến số lượng tiền điện tử còn lại sau các giao dịch trên mạng. Phân tích số liệu này rất quan trọng để hiểu hành vi của nhà đầu tư trong các giai đoạn khác nhau. Tỷ lệ lợi nhuận của Bitcoin UTXO đã giảm xuống còn 68.5%, mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2023. Sự sụt giảm này cho thấy áp lực bán từ các nhà giao dịch chốt lời. Nhìn chung, việc giảm lợi nhuận của Bitcoin UTXO sẽ tạo điều kiện cho Bitcoin tăng giá khi người bán bắt đầu kiệt sức. Lần gần nhất UTXO có lợi nhuận đạt mức như vậy là vào tháng 1 năm 2023, trước khi giá Bitcoin tăng lên mức cao kỷ lục mới, tăng 273% từ 26.700 đô lên 73.000 đô la. Theo lịch sử, những đợt giảm giá như vậy thường đi trước những đợt tăng giá đáng kể. Giá Bitcoin trước đây đã tăng 273% sau một đợt giảm tương tự. Thông tin tiếp theo, biến động giá của Ethereum đã trở thành chủ đề nóng sau khi đồng tiền này không đạt được mức cao nhất mọi thời đại mới vào năm 2024. Bất chấp thực tế là Bitcoin đã đạt mức cao nhất mọi thời đại mới vào tháng 3, điều này đã dẫn đến lo ngại rằng ETH có thể đang mất đà. Mặc dù vậy, những gì bán giá gần đây trong cặp ETH-USDT đang mang lại hy vọng cho những người đam mê Ethereum. Dữ liệu từ hai block capital cho thấy sự mất cân bằng số lệnh đáng kể là 70% đối với ETH ở độ sâu 1-2%. Theo lịch sử, khi ETH trải qua sự mất cân bằng giá thầu tương tự là 70%, giá sẽ đánh dấu đáy và bắt đầu tăng. Sự mất cân bằng giá thầu hiện tại có nghĩa là ETH có thể trực tiếp sự lặp lại xu hướng tăng giá này. Về mặt phân tích kỹ thuật, Ethereum đang hình thành một tam giác tăng dần trên biểu đồ tuần với giá tuân theo đường trung hình động MA200. Mẫu hình này củng cố và hỗ trợ xu hướng tăng của ETH vì một tam giác hướng lên thường dẫn đến sự đột phá về giá. Sự mất cân bằng giá thầu 70% càng củng cố thêm khả năng giá sẽ tăng trên biểu đồ. Các giai đoạn củng cố thường diễn ra trước các biến động giá đáng kể. Trong trường hợp này, một đột phá có thể đẩy ETH lên mức cao hơn nhiều. Vitalik Buterin, người đồng sáng lập Ethereum, gần đây đã công bố ý định quyên góp Layer 2 và token dự án của mình để hỗ trợ hàng hóa công cộng trong hệ sinh thái ETH và các hoạt động từ thiện. Động thái này cũng củng cố triển vọng dài hạn của Ethereum. Ngoài ra, trong khi một số nhà giao dịch đang tự hỏi liệu Solana có thể tiến lên trong lĩnh vực tài chính phi tập trung DeFi hay không, Ethereum vẫn đang chiếm ưu thế. Trên thực tế, các nhà phân tích tại Kaito AI đã xác nhận rằng Ethereum vẫn chiếm phần lớn thị phần trong DeFi. AV, một trong những nền tảng DeFi lớn nhất, hoạt động trên ETH cùng với các giao thức quan trọng khác như Pendle và Lido. Các nền tảng này có khả năng thúc đẩy việc áp dụng ETH nhiều hơn nữa và hỗ trợ giá của nó tăng cao hơn. Có một vấn đề đáng lo ngại, dòng tiền tích lũy cho các ETF dựa trên Ethereum đã đạt mức thấp nhất mọi thời đại. Dòng tiền trong các quỹ Ethereum ETF hiện đang âm, với mức âm là 562,3 triệu đô. Trong khi sự tồn tại của ETF là điều tích cực đối với Ethereum, thì việc thiếu nhu cầu lại gây ra rủi ro. Nếu nhu cầu không tăng,
một số đơn vị phát hành ETF có thể buộc phải đóng cửa sản phẩm của mình. Tuy nhiên, nhờ những diễn biến liên tục trong hệ sinh thái Ethereum, giá có thể sẽ sớm đảo chiều. Tiếp theo là thông tin về đồng XRP. XRP đang phải đối mặt với áp lực giảm giá ngày càng tăng khi phải vật lộn để duy trì mức giá gần đây. Các chỉ báo kỹ thuật, chỉ số sức mạnh tương đối RSI và đường trung bình động cho thấy thị trường đang tiến gần đến điều kiện quá bán. Ngoài ra, dữ liệu cho thấy nguồn cung lợi nhuận tiếp tục giảm. Biến động giá gần đây của XRP cho thấy sự khó khăn trong việc lấy lại đà tăng khi tài sản này giao dịch dưới cả đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày. Thiết lập này cho thấy dấu hiệu của một điểm giao cắt tử thần tiềm ẩn, một tín hiệu giảm giá xảy ra khi đường trung bình động 50 ngày cắt xuống dưới đường trung bình động 200 ngày. Sự giao nhau này thường được coi là một chỉ báo tiêu cực, cho thấy xu hướng giảm của XRP có thể tiếp tục trong thời gian tới. Tài sản này đã không thể vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng, càng làm nổi bật thêm việc thiếu động lực tăng giá và góp phần vào tâm lý bi quan chung trên thị trường. Phân tích về biểu đồ địa chỉ hoạt động hàng ngày của Ripple cho thấy sự sụt giảm trong những ngày gần đây. Con số này đã giảm kể từ đó, sau khi đạt khoảng 23.000 địa chỉ hoạt động trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 9. Trong 2 ngày qua, số lượng địa chỉ hoạt động dao động trong khoảng từ 19.000 đến 20.000. Sự suy giảm trong các địa chỉ hoạt động cho thấy khả năng giá XRP tăng là yếu. Mức độ hoạt động on-chain thấp hơn thường cho thấy sự tham gia của người dùng và thị trường giảm. Việc thiếu sự tham gia của mạng lưới có thể báo hiệu sự suy giảm hứng thú của nhà đầu tư và khối lượng giao dịch. Sự sụt giảm giá gần đây của XRP đã tác động đáng kể đến nguồn cung lợi nhuận của nó. Vào ngày 24 tháng 8, nguồn cung lợi nhuận của XRP là khoảng 87,2 tỷ. Tuy nhiên, sự suy giảm đã tăng tốc kể từ đó. Hiện tại, nguồn cung lợi nhuận đã giảm xuống còn khoảng 77,7 tỷ XRP. Sự sụt giảm mạnh này cho thấy áp lực giảm liên tục đối với XRP đã khiến nhiều người nắm giữ rơi vào tình trạng thua lỗ. Nguồn cung lợi nhuận giảm nhanh phản ánh xuống giảm giá chung khi ít nhà đầu tư có thể bán để kiếm lời trong bối cảnh giá giảm. Và thông tin cuối cùng, Arbitrum gây ấn tượng mạnh với Web3 Gaming Showcase tại WebX Asia. Quỹ Arbitrum đã mang trò chơi Web3 đến WebX năm nay tại Tokyo, hội nghị Web3 hàng đầu châu Á. Tại triển lãm, hàng trăm người tham dự đã dừng chân tại gian hàng của Arbitrum Foundation và AP Chain để có cơ hội trải nghiệm trực tiếp các tựa game chính, bao gồm game nhập vai Taruchi trên chuỗi, tựa game đua xe meme coin Kitty Cat Racing và game chiến đấu Genso Kishi trên GameFi. Ngoài ra, họ còn giới thiệu một số tựa game khác cũng thu hút được rất nhiều sự chú ý. Tại một cuộc họp thảo luận về vai trò của trò chơi trong việc thúc đẩy việc áp dụng Web3, David Boger, người đứng đầu bộ phận trò chơi tại Off-Chain Lab, đã tham gia cùng các chuyên gia bao gồm nhà sáng lập GemZ Justin Warren và giám đốc đại diện Oasis Rio Matsubara. Nội dung thảo luận bao gồm các chủ đề từ mô hình chơi để kiếm tiền và tài sản trò chơi dựa trên blockchain, cho đến vai trò của trò chơi trong việc giới thiệu các khái niệm và công nghệ Web3 cho đối tượng chính thống. Boger cũng tham gia sự kiện chính thức của APCoin trên WebX là AP Summit, một sự kiện giới thiệu hệ sinh thái AP hợp tác với Arbitrum và Horizon Lab để thảo luận về AP và Arbitrum State of the Nation. Sự hiện diện của Arbitrum tại WebX châu Á đánh dấu bước cuối cùng trong chiến dịch đường đến WebX được khởi động bằng đêm Arbitrum EVS tại Kyoto với các cuộc thảo luận nhóm về việc áp dụng Arbitrum và tính năng mới nhất của blockchain. WebX Asia cũng chứng kiến Arbitrum Foundation khởi động quan hệ đối tác chiến lược với nền tảng Metaverse tiếp theo, Caliverse của Lotte Group, để xây dựng một Metaverse trên chuỗi. Lotte là một tập đoàn đa quốc gia của Hàn Quốc, nổi tiếng với các hoạt động trong các ngành công nghiệp, bao gồm thực phẩm, bán lẻ, du lịch và hóa chất, với sự hiện diện đáng kể ở cả Hàn Quốc và Nhật Bản. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.